Theo một số thống kê hiện nay của Việt Nam nói riêng và các quốc gia lớn trên thế giới nói chung thì số lượng đàn ông mắc bệnh yếu sinh lý ngày càng nhiều và gia tăng cao. Mặc dù căn bệnh này không trực tiếp đe dọa đến tính mạng con người nhưng nó lại gây ra biết bao biến chứng khôn lường kèm theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại như hiếm muộn hay dẫn đến vô sinh. Thấu hiểu vấn đề đó, trên thị trường đang xuất hiện rất nhiều sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới rất tốt, trong đó không thể không nhắc đến Aerofoxin USA của Mỹ. Vậy loại thuốc này là gì? Có thành phần hoặc công dụng chữa bệnh ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm lời giải đáp chính xác nhất thông qua bài viết dưới đây nhé. Aerofoxin là thuốc gì? Aerofox là một trong những sản phẩm mang thương hiệu của Mỹ và có tác dụng hỗ trợ điều trị yếu sinh lý ở nam giới vô cùng tuyệt vời. Nó đã được các nhà khoa học hàng đầu thế giới nghiên cứu điều chế ra công thức kết hợp với công nghệ dây chuyền tiên tiến hiện đại nhất Hoa Kỳ nên chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả cực kỳ tốt. Đúng như vậy. Trải qua nhiều cuộc thử nghiệm lâm sàng, sản phẩm này đã chứng minh được nó là một dưỡng chất thần dược diệu kỳ có thể giúp cánh mày râu chữa trị tận gốc các triệu chứng như xuất tinh sớm, liệt dương, yếu sinh lý. Phải chăng vì lẽ đó mà Aerofox càng ngày càng được ưa chuộng trên thị trường hiện nay? Thành phần. Các thành phần chính chứa trong Aerofox. Aerofox được bào chế và sản xuất từ 100% thảo dược quý hiếm có trong thiên nhiên. Do đó nó cực kỳ lành tính và đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối. Không hề gây ra bất kỳ tác dụng phụ hay kích ứng, mẫn cảm gì cho người sử dụng cả. Một thành phần thảo dược thiên nhiên được kết hợp trong loại thuốc tăng cường sinh lý nam này, có thể kể đến như là một nhân sâm. Dường như ai cũng biết, trong y học nhân sâm chính là một loại dược liệu quý hiếm. Không những vậy, nó còn là một chất kích thích có tác dụng thúc đẩy ham muốn tình dục mạnh mẽ, cải thiện chức năng sinh lý. Ngoài ra, nhờ có thành phần aphrodisiac trong nhân sâm còn giúp tăng lưu lượng máu đến dương vật, làm cho thời gian cương cứng diễn ra lâu hơn. Hai, đông trùng hạ thảo là một thành phần nhiều dưỡng chất có khá nhiều lợi ích cho các cơ quan sinh sản như hỗ trợ thúc đẩy nhanh chóng quá trình sản xuất tinh trùng và tăng cường sinh lý phái mạnh một cách tốt nhất. Ba, nhung hươu hay còn được gọi là sừng hươu non đỏ. Nó hỗ trợ rất tích cực trong việc tăng cường lượng nội tiết tố nam, từ đó thúc đẩy nhanh quá trình sản xuất tinh trùng. Bốn, chi tơ hồng còn có tên gọi khác là thỏ ti tử có tác dụng làm săn chắc cơ quan sinh dục, giúp tăng cường và cải thiện sinh lý ở nam giới, ngăn ngừa, phòng tránh một số triệu chứng như bị liệt dương, xuất tinh sớm, viêm tuyến tiền liệt. Năm, hà thủ ô đỏ, đây là một loại dược liệu quý, có khả năng chống lão hóa và tăng cường hệ miễn dịch, sức đề kháng cho cơ thể rất tốt. Sáu, củ khởi cẩu kỳ, còn được gọi là trái tình yêu bởi nó có khả năng hỗ trợ tăng cường sinh lý và ham muốn tình dục. Bảy, đỗ trọng, giúp lưu thông máu, tăng cường và điều hòa lượng máu đến các cơ quan vùng chậu, đồng thời duy trì ổn định độ cương cứng. Công dụng. Aerofox có tác dụng như thế nào? Có thể thấy, Aerofox là một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, không có chứa chất hương liệu, phụ gia hay bất kỳ thành phần hóa học nào. Và nhờ những thảo dược quý hiếm như trên mà loại thuốc này có thể mang lại rất nhiều công dụng tuyệt vời, nổi bật như sau. Tăng cường độ dày và dài cho dương vật, đồng thời giúp bộ phận đó cương cứng được lâu hơn, cải thiện cũng như kéo dài thời gian yêu bền bỉ cho mỗi cặp đôi. Thúc đẩy ham muốn tình dục và mang lại chất lượng tốt nhất của khoái cảm, loại bỏ triệt để các vấn đề liên quan đến tình dục tiềm năng hay ham muốn tình dục, ngăn ngừa, phòng chống tình trạng xuất tinh sớm ở nam giới rất hiệu quả, cho phép cánh mày râu có thể quan hệ tình dục thường xuyên với tần suất nhiều hơn, điều trị một số triệu chứng liên quan đến yếu sinh lý như liệt dương, rối loạn cương dương, hỗ trợ nâng cao sức khỏe một cách toàn diện cho cơ thể. Đặc biệt, Aerofox luôn thích hợp cho nam giới ở mọi lứa tuổi và nếu kiên trì thường xuyên sử dụng trong khoảng thời gian 2-4 tuần đầu sẽ mang lại kết quả rất tuyệt vời. Hướng dẫn cách sử dụng Aerofoxin. Tùy theo mục đích của mỗi người, có thể sử dụng Aerofox theo hai cách như dưới đây. Cách 1. Trước khi quan hệ tình dục khoảng 30 phút, nam giới có thể uống một viên thuốc trị xuất tinh sớm để mang lại khoái cảm cực mạnh cũng như đảm bảo thời gian quan hệ diễn ra bền bỉ, lâu hơn. Cách 2. Để duy trì hiệu quả ổn định tốt nhất, cánh mày râu nên sử dụng liệu trình kéo dài 3-4 tuần bằng cách mỗi ngày nên uống 2 lần sau khi ăn xong khoảng 30 phút. Buổi sáng uống 1 viên, buổi chiều uống 1 viên. Nên uống với nhiều nước lọc và tránh sử dụng chung với rượu bia. Lưu ý là nên sử dụng theo đúng liều lượng mà bác sĩ, dược sĩ đã chỉ định hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì. Kiên trì, chịu khó dùng thường xuyên và đều đặn mỗi ngày. Tác dụng của sản phẩm nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như sức khỏe, cơ địa của từng người. Aerofoxin có tốt không? Chắc hẳn là câu hỏi mà rất nhiều người mong muốn nhận được lời giải đáp chính xác và rõ ràng nhất.
Như đã phân tích thì Aerofox là sản phẩm được bào chế và sản xuất từ 100% thành phần thảo dược quý hiếm có trong thiên nhiên nên nó cực kỳ an toàn, lành tính, không hề gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào cho người dùng. Hơn nữa, trong quy trình sản xuất nó được kiểm tra rất nghiêm ngặt, kỹ lưỡng bởi các chuyên gia, rồi khi hoàn thành xong đều được thử nghiệm lâm sàng, nếu có dấu hiệu thành công thì mới xuất xưởng. Nhờ đó, Aerofox mang lại những tác dụng cực kỳ hiệu quả. Cụ thể, sử dụng sản phẩm, nam giới sẽ cải thiện khả năng tình dục của mình mọi lúc mọi nơi, kéo dài khả năng cương cứng lâu hơn, thúc đẩy ham muốn và chất lượng khoái cảm tốt nhất, đồng thời còn tăng cường chức năng tình dục ở tuổi già và cải thiện tình trạng sức khỏe của cơ thể nam giới một cách toàn diện nhờ cung cấp nhiều dưỡng chất hữu ích. Nhưng để có thể đánh giá được Aerofox có thực sự tốt hay không còn phụ thuộc vào cơ địa của từng người, tình trạng sức khỏe, cũng như liệu trình họ sử dụng như thế nào để đưa ra kết luận chính xác nhất.